Kim Tae Hee bị bạn học cũ bóc nhan sắc thật hồi đại học. Liệu có thần thánh như bây giờ? Ngọc nữ Kim Tae Hee từ lâu đã được công nhận là quốc bảo nhan sắc hàng đầu làng giải trí xứ Hàn. Gương mặt đẹp tự nhiên, trong sáng, thánh thiện của Kim Tae Hee chưa bao giờ khiến người hâm mộ thất vọng. Dù đã trở thành mẹ bỉm sữa hai con, bà xã Biren vẫn khiến khán giả suýt xoa vì nhan sắc ngọt ngào, đàm thắm. Mới đây, đoạn clip bóc nhan sắc thật hồi đại học của Kim Tae Hee do YouTuber Lee Ji Young thực hiện bỗng dưng hot trở lại trên mạng xã hội Hàn Quốc. Được biết, Lee Ji Young là bạn học của Kim Tae Hee tại trường Đại học Quốc gia Seoul. Hiện tại, cô cũng đang là giảng viên của chính ngôi trường này. Nữ YouTuber đã kể lại chân thực nhất về nhan sắc thật của bà xã Biren thời còn đi học, khiến dân tình không khỏi suýt xoa. Theo lời kể của Lee Ji Young, nữ mỹ nhân chuyện tình ở Harvard chưa phải sao hạng A ở thời điểm đó, nhưng vẫn được mọi người biết đến nhờ việc đóng quảng cáo. Tôi học ngành sư phạm tại trường Đại học Quốc gia Seoul, còn Kim Tae Hee thì học ngành thiết kế thời trang ngay cạnh tòa nhà của tôi. Vì vậy, tôi đã gặp cô ấy rất nhiều lần. Chúng tôi không quá thân thiết, nhưng cũng hay ngồi học cùng nhau trong thư viện. Có lần, một cô gái cực kỳ xinh đẹp đã xuất hiện trước mặt tôi. Lúc đó, tôi thực sự bị choáng nặng, vì người đó chính là Kim Tae Hee. Thậm chí, chúng tôi còn học cùng nhau một môn tự chọn. Tất cả sinh viên trong trường đều phát cuồng trước vẻ đẹp của cô ấy. Có một lần tôi đến nhà vệ sinh để tút tát lại ngoại hình. Ngay lập tức, tôi cảm thấy gương mặt mình bỗng biến thành con mực. Tôi tự hỏi tại sao khuôn mặt mình lại giống y như một con mực như vậy. Hóa ra là vì Kim Tae Hee đang đứng soi gương ngay bên cạnh tôi. Khi đó, mặt tôi cũng không to lắm, nhưng mà mặt của Kim Tae Hee chỉ bằng 1/3 gương mặt của tôi thôi. Hãy tưởng tượng gương mặt của cô ấy nhỏ cỡ nào. Đôi mắt của cô ấy chiếm gần nửa gương mặt. Cô ấy trông không khác gì búp bê, vô cùng xinh đẹp. Cảm giác như thể cô ấy chính là nàng tiên giữa một bầy quỷ và những yêu tinh vậy. Hiện tại ở tuổi 40, Kim Tae Hee đã không còn giữ được vẻ xuân sắc như thời con gái. Trong những loạt ảnh mới nhất đăng trên Instagram, Kim Tae Hee khoe ảnh chụp sát mặt, dù xinh đẹp nhưng lại lộ loạt dấu hiệu lão hóa. Có thể dễ dàng nhìn thấy những dấu hiệu tuổi tác trên gương mặt Kim Tae Hee như da chảy xệ, mắt có bọng và nếp nhăn. Nhiều dân mạng nhận xét, nhan sắc của nữ diễn viên đúng với lứa tuổi 40 chứ không hề hách tuổi. Dù vậy, phải công nhận rằng với nụ cười ngọt ngào và đường nét cực phẩm trời cho, Kim Tae Hee chẳng sợ gì để lộ khuyết điểm, quyết định đăng ảnh nhan sắc thật, không thèm cà da hay chỉnh sửa siêu ảo. Cũng chỉ có Kim Tae Hee mới dám làm và nhận được nhiều lời khen đến thế. Trong khi nhiều đồng nghiệp tìm cách níu giữ tuổi thanh xuân bằng dao kéo, Kim Tae Hee lại có quan niệm hoàn toàn khác. Bà xã Biren từng chia sẻ rằng cô chấp nhận để bản thân lão hóa đi một cách tự nhiên, dù làn da chẳng còn căng bóng như tuổi 20. Mắt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn, nhưng Kim Tae Hee vẫn xứng danh nữ thần màn ảnh Hàn Quốc, nhan sắc ngày thêm mặn mà, đằm thắm. Quan niệm của nữ diễn viên nhận được nhiều sự tán thành từ khán giả. Ngoài nhan sắc xinh đẹp, Kim Tae Hee còn nổi danh là đại gia ngầm của K-pop. Hàng tháng, vợ chồng Kim Tae Hee kiếm được số tiền không nhỏ từ việc cho thuê tòa nhà. Cách đây ít ngày, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, mỹ nhân họ Kim đã bán tòa nhà tại Gangnam, khu vực đắt đỏ số 1 Hàn Quốc, và thu về lợi nhuận khổng lồ. Được biết, nữ diễn viên mua tòa nhà với giá 13,2 tỷ won, khoảng 273 tỷ vào năm 2014. Tòa nhà này nằm gần ga Gangnam, Seoul, là nơi đắc địa, thu hút nhiều doanh nghiệp vì lượng người qua lại cực đông. Vào cuối tháng 3 năm 2021 vừa qua, Kim Tae Hee vừa bán tòa nhà với giá 23 tỷ won, 419 tỷ đồng. Như vậy, sau 7 năm, nữ diễn viên thu về lợi nhuận 7,1 tỷ won, hơn 147 tỷ đồng. Được biết, sau khi mua lại tòa nhà, nữ diễn viên đã cho một học viện thuê. Với số tiền không hề nhỏ, trong thời điểm dịch bệnh bùng phát mạnh, vợ chồng Kim Tae Hee đã giảm 50% tiền thuê nhà cho doanh nghiệp và được truyền thông nước này khen hết lời. Theo nhận xét của chuyên gia bất động sản, tình hình dịch bệnh tại Hàn Quốc khiến thị trường bất động sản nước này lao dốc. Nếu không bị ảnh hưởng bởi Covid-19, tòa nhà của Kim Tae Hee sẽ còn bán với giá cao hơn.